Cảm ơn các anh chị đã đăng ký kênh cũng như theo dõi kênh YouTube của Điện Máy Ha, kênh YouTube và chuyên chia sẻ các kinh nghiệm về kinh doanh quán ăn nhà hàng cũng như là các loại máy móc chế biến thực phẩm, các loại nồi nấu công nghiệp, nồi nấu phở, nấu hủ tiếu, nồi các tủ hấp công nghiệp, nồi nấu cơm, nồi máy xay giò chả, máy xay đa năng, vân vân. Nói chung là các loại máy móc liên quan đến nhà hàng, khách sạn thì đang được Điện Máy Ha cung cấp trên toàn quốc. Quý anh chị cần tư vấn thêm thì cứ liên hệ về số hotline trên màn hình thì sẽ được Điện Máy Ha tư vấn chi tiết cho quý anh chị. Chủ đề video hôm nay Điện Máy Ha sẽ giới thiệu và chia sẻ với anh chị, đặc biệt là quý anh chị đang mới vào nghề, về kinh doanh phở, bún phở, hủ tiếu, và về cái chủ đề nội dung là cách chọn cái nồi nấu phở cho người mới vào nghề. Vì những cái vấn đề này nói chung là rất nhiều anh chị mới vào rất là lăn tăn, không biết nên chọn cái loại dung tích bao nhiêu, chất liệu gì, giá tiền thì như nào. Thì em sẽ báo giá một bộ đôi hoặc là bộ ba cho quý anh chị đang mới vào nghề, cũng như là tư vấn cho anh chị nên chọn cái dung tích như nào nó phù hợp. Trước tiên, để như chị đã thấy trên màn hình đây, em sẽ nói về, chị thấy là có ba cái nồi, ba size cơ bản. Thứ nhất, bên cạnh em là chiếc nồi 20 lít điện liền, nồi 60 lít điện liền và nồi nấu phở 80 lít điện liền. Cả ba sản phẩm này tất cả đều là máy móc 3/4 nhá. Điện Máy Ha không sản xuất hàng 2/1 và không sản xuất hàng kém chất lượng. Và hàng của Điện Máy Ha đang được bảo hành 12 tháng. Đấy. Về cái vấn đề đầu tiên, đó chính là cái vấn đề mà cái chọn cho người mới vào nghề. Thì quý anh chị nếu mà chúng ta chỉ cần giải đáp một vài cái thắc mắc và có vài một vài cái cạnh đầu dòng, Điện Máy Ha sẽ tư vấn cho anh chị rõ hơn. Thứ nhất, đó là chính là ví dụ các chị cần phải định lượng được là một ngày. Ví dụ chúng ta bán khoảng dự kiến khoảng bao nhiêu bát, hay là chúng ta có mở quán ở cái khu đông dân cư không, thì ví dụ định ứng lượng khoảng một ngày khoảng 100 bát chẳng hạn, 100 tô chẳng hạn, thì quý chị nên chọn một bộ đôi nhá, hoặc là bộ ba. Thứ nhất em bộ ba trước đi, bộ ba trước là ví dụ là chọn 20, 60, 80 như này, một bộ ba cho quán nhà mình. Bộ nồi 20 lít này thì có tác dụng là dùng để trần bún, trần phở, trần rau sống rồi vân vân, là dùng để trần là chính nhá. Còn cái nồi 60 này thì nó sẽ có tác dụng là dùng để đun nước dùng, nói chung là đun dùng. Nồi 60 thì thường ấy thì người ta sẽ chế được tầm khoảng 100 bát hoặc trên 100 bát một chút, tùy vào cái bát các chị dùng, bát to bát nhỏ, hay là tùy từng địa phương là chúng ta sử dụng tràn nước nhiều nước hay ít nước, hay là cái tùy, nhưng khoảng trên dưới 100 bát một chút nhá. Và cái nồi 80 lít bên to nhất kia là quý anh chị có thể dùng để ninh xương, ví dụ ninh xương lợn thì ninh khoảng 3-4 tiếng, còn ninh xương bò chúng ta sẽ ninh được 8-10 tiếng. Ví dụ các anh chị ninh một mẻ 80 lít thì chúng ta sẽ pha được gần hai cái nồi 60 này. Đấy, ví dụ thường sẽ là như vậy nhá. Thì ngoài ra thì mình có thể pha thêm nước lọc, hoặc là các anh chị có thể pha thêm các gia vị khác nữa để nó trở thành từ nước xương chuyển sang thành nước dùng. Đấy, thì bình thường là có rất nhiều anh chị quên mất cái việc mà khi anh chị đun cái nồi này, ninh nước dùng đun quá 4 tiếng, quá 2 tiếng trở đi, bắt đầu nước chuyển màu. Chính vì thế mà khi người ta sử dụng và quy trình chế biến ấy, người ta sẽ không đun cái nước dùng quá 2 tiếng đâu chị nhá. Ví dụ khi người ta tính làm sao người ta pha đủ, người ta bán hàng trong khoảng 2 tiếng thôi, ví dụ bán từ 11 giờ trưa cho đến 1 giờ chiều. Đấy, ngoài ra thì nếu mà hết thì họ sẽ pha thêm, chứ không tính là pha nước dùng cả ngày đâu chị nhá. Đây là cái vấn đề mà rất quan trọng đấy. Chính vì thế mà các chị cần lưu ý là khi chúng ta chọn một bộ nồi như thế này thì nó rất phù hợp cho quý anh chị mà mới vào nghề, mà có công suất bán hàng một ngày theo em khoảng tầm 200 tô thì rất phù hợp. Chị bán hai bữa thì 200 tô, thì một bộ ba nồi như này đáp ứng được hoàn toàn thừa khả năng đáp ứng được yêu cầu cho các anh chị nhá. Đấy, ninh vẫn có nồi trần rau, trần bún, trần phở này, vẫn có nồi ninh nước dùng riêng này, và vẫn có một nồi đun ninh xương riêng. Đấy, một bộ như này thì đang được Điện Máy Ha bán ra thị trường đâu đó chỉ có cỡ khoảng khoảng tầm 12 triệu một chút thôi, trên dưới một chút là các chị có một bộ đôi như này rồi. Các bạn chị có bộ ba như này, hàng máy lúc 7/4 nhá, hàng chất lượng ấy, chứ không phải hàng chất lượng thấp thì Điện Máy Ha không bán. Đây là cái lựa chọn đầu tiên cho các anh chị mà có kinh tế nó cũng tương đối dồi dào, và có cái định hướng là cái quán sẽ được mở rộng hơn và công suất cao hơn. Đây là lựa chọn đầu tiên. Lựa chọn thứ hai, em sẽ tư vấn cho những anh chị mà thứ nhất là cái quy mô quán nó nhỏ và kinh tế nó ít hạn hẹp hơn,
thì chúng ta sẽ lựa chọn là một bộ đôi thôi, là một nồi 20 lít và một nồi 60 lít. Một bộ đôi này thì mức giá nó chỉ cộng vào nó đâu đó nó chỉ có tới khoảng 7 triệu, trên dưới 7 triệu một chút xíu. Là quý anh chị đã có một bộ đôi này rồi, khoảng tầm 6 triệu 8, 6 triệu 9. Là chị đã có một bộ đôi hàng chất lượng cao, ví dụ 304. Ví dụ anh chị nồi này thì vẫn là mục đích vẫn là trần rồi nhá. Nhưng mà cái nồi 60 này nó hơi khác một chút trong quá trình quy trình vận hành ấy, sử dụng ấy. Là ví dụ sau khi anh chị ví dụ tối anh chị Linh Sương từ tối. Là ví dụ 10 giờ anh chị bật bếp lên, bật nồi lên Linh Sương khoảng 4 tiếng hoặc là 8 tiếng, 10 tiếng tùy anh chị, Linh Sương bò hay Sương lợn. Thì sau đó anh chị tắt đi và để đến sáng anh chị pha thành nước, nhức giỏ xương ra và pha thành nước dùng. Đấy. Và kết thúc một buổi sáng, ví dụ kết thúc là anh chị đun hết khoảng tầm 50 lít chẳng hạn. Nồi 60 lít này thì sẽ đun được khoảng 50 lít nước dùng thì anh chị có thể pha được khoảng 100 bát. Đấy. Đến bữa trưa, bữa chiều thì anh chị cần có thể pha thêm. Ngoài ra nếu mà có thể khi đun 60 lít này ấy, thì có thể múc ra một cái xong khác, múc ra một cái nồi khác nhỏ để mình giữ trữ để khoảng mình bán bữa trưa chẳng hạn. Thì anh chị múc được khoảng 20 lít để dự phòng đấy, và mình sẽ pha khoảng 40 lít hoặc 30 lít thôi. Chúng ta sẽ pha được 30 lít thành khoảng 40 lít cộng thêm nước lọc nữa, ví dụ thường như thế. Thì sau đó là chúng ta có được khoảng bán bữa sáng tầm 80 bát, bữa trưa chúng ta quán quyền bán được 6-7 bát nữa. Thì trung bình một ngày chị vẫn có thể bán được khoảng hơn 100 bát một chút, khoảng 120-130 bát. Đấy là những cái mà cái lựa chọn thứ hai là khi kinh tế hạn hẹp và cái quy mô quán nó nhỏ. Có thể là sau này khi chị muốn mở rộng thì các chị chỉ cần mua thêm một cái nồi 80 lít hoặc 100 lít nữa. Khi chúng ta bán nhiều hàng lên nhá, nhiều bát lên thì chỉ cần mua thêm một cái nồi 8 lít nữa là chúng ta có quyền bán một ngày cỡ 200 bát trên 200 bát, là rất nhẹ nhàng. Đấy là mà rất là phù hợp với lại cái cách thức vận hành, quy trình vận hành cũng như là phục túi tiền. Thì đấy, trên đây em đã giới thiệu với anh chị hai lựa chọn để quý anh chị mới vào nghề có thể thoải mái và cân nhắc khi chúng ta lựa chọn đến hai cái sản phẩm, hai bộ nồi như vậy để nó phù hợp với túi tiền, phù hợp với lại cái quy mô quán của chúng ta và phù hợp với lại cái công suất và cái nhu cầu của anh chị. Thì anh chị cần tư vấn thêm thì cứ liên hệ với số hotline ở trên màn hình, sẽ được Điện Máy Hà tư vấn kỹ hơn và gửi hình ảnh cho quý anh chị, video cho anh chị để anh chị có thể tham khảo và thoải mái khi lựa chọn hơn. Xin cảm ơn anh chị đã đăng ký kênh, theo dõi kênh và sử dụng sản phẩm của Điện Máy Hà. Cảm ơn anh chị.